Mình em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-5 nhé, dòng xe thuộc phân khúc crossover, gầm cao 5 chỗ, cực kỳ ăn khách của nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5 của năm 2024 rồi, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán và cập nhật những cái chương trình khuyến mại và tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Mazda CX-5 này. Để cho những anh em nào mà đang quan tâm cũng như là tìm hiểu và muốn sở hữu cái dòng xe Mazda CX-5 này sẽ có thể nắm được. Với Mazda CX-5 thì có rất nhiều phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 2.0 Deluxe này, 2.0 Luxury, 2.0 Premium có gói tùy chọn Active, 2.0 Premium có gói tùy chọn Sport và 2.0 Premium có gói tùy chọn Exclusive. Ở trong cùng phân khúc ấy thì Mazda CX-5 này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Tucson, cạnh tranh với chiếc xe Ford Territory hay là với rất nhiều các dòng xe khác, đúng không ạ? Nhưng ở trong hôm nay thì em sẽ chia sẻ cái tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại mới nhất, tốt nhất để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản, những cái dòng xe mà anh em cảm thấy phù hợp nhất anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang thu mua tất cả những cái dòng xe cũ, xe lướt mà anh em không có nhu cầu sử dụng nữa thì bên em sẽ thu mua lại với cái mức giá cao nhất để cho anh em dễ dàng mua và đổi cái dòng xe mới của bên em anh em nhé. Đó, không để anh em chờ lâu nữa thì em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản ngay bây giờ. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ với anh em cái phiên bản 2.0 Deluxe. Bản này đang có mức giá là 749 triệu. Với cái chính sách giá bán của bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt và tặng phụ kiện, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh, đúng không ạ? Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 842 triệu, trả góp thì đang là 221 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 827 triệu, trả góp thì đang là 204 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 809 triệu, trả góp thì đang là 186 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các cái tiền đăng ký dịch vụ, đúng không ạ? Vừa rồi thì em đã gửi tới anh em cái tổng lăn bánh của cái phiên bản 2.0 Deluxe này rồi. Anh em cảm thấy phù hợp thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ, cũng như gửi bảng tính lăn bánh chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-5 2.0 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 789 triệu. Hiện tại cái chính sách ưu đãi của bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt này, cũng như là vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và một bộ túi cứu hộ nhanh anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em hình dung con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 886 triệu, trả góp thì đang là 232 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 870 triệu, trả góp thì đang là 215 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 852 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu. Đó, hiện tại thì cái phiên bản 2.0 Luxury này thì bên em cũng đang rất nhiều xe sẵn, xe giao ngay đủ màu cho anh em có thể là lựa chọn cân đối lấy ngay của cái dòng xe 2.0 Luxury này anh em ạ. Cơ bản anh em cứ cảm thấy phù hợp với cái tổng lăn bánh em chia sẻ thì gọi điện cho em để em hỗ trợ thôi anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mazda CX-5 2.0 Premium, phiên bản có gói tùy chọn Active. Bản này thì đang có mức giá là 829 triệu. Hiện tại cái chính sách của bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm rất là sâu về tiền mặt, cũng như vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và một bộ túi cứu hộ nhanh, đúng không ạ? Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 931 triệu, trả góp thì đang là 245 triệu.
Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 914 triệu, trả góp thì đang là 228 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 896 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Đó. Với cái phiên bản X-Tip này thì bên em cũng đang rất là nhiều xe để có thể giao luôn cho anh em được. Cơ bản thời điểm này anh em phải quyết đoán cân đối đặt cọc sớm để được hưởng cái chính sách tốt nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Mazda CX-5 2.0 có gói tùy chọn Sport. Bản này đang có mức giá là 849 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm đầu tháng 5 này thì cái mức ưu đãi thì vẫn cơ bản là vẫn giảm sâu cho anh em nhé, vẫn giảm sâu, nên là anh em nào mà cân đối lấy sớm lấy ngay thì cũng rất là hợp lý, vì là thời điểm này anh em không phải chờ xe lâu nữa anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 953 triệu, trả góp thì đang là 248 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 936 triệu, trả góp thì đang là 231 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 918 triệu, trả góp thì đang là 213 triệu. Đó. Với cái bản Sport này như em vừa chia sẻ thì hiện tại cũng đang sẵn xe để có thể giao luôn cho anh em được. Nên anh em cứ cảm thấy phù hợp thì gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 5, đó là cái bản 2.0 Exclusive. Bản này thì đang có mức giá là 869 triệu. Bản này thì hiện tại bên em vẫn đang hỗ trợ giảm tiền mặt và tặng phụ kiện cho anh em nhé. Hiện tại thì cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này vẫn đang rất là tốt để cho anh em có thể là cân đối lựa chọn lấy ngay được. Và thời điểm này mà anh em phải quyết đoán đặt cọc ngay thì mới có xe để giao sớm cho anh em nhé. Đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 976 triệu, trả góp thì đang là 254 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 958 triệu, trả góp thì đang là 236 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 940 triệu, trả góp thì đang là 218 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã cập nhật cái giá bán cũng như là tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Mazda CX-5 ở cái thời điểm ngày 3 tháng 5 năm 2024, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé, để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết để anh em có thể là cân đối vào cọc một cách nhanh nhất, sớm nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.